chào quý vị khán thính giả đã đến với chương trình Tất Đất Tất Vàng của VNTV ngày hôm nay và sự trở lại của cô Lily Thảo Lu. Cô là Loan Officer. Chào Thảo. Dạ, chào chị Vân Anh, chào quý vị khán giả đang xem chương trình của VNTV. Thưa quý vị, ngày hôm nay là chương trình Tất Đất Tất Vàng đầu tiên của năm 2019 hả Thảo ha? Dạ. Thì trước tiên thì chị em chúng ta cũng xin cùng chúc cho tất cả quý vị theo dõi chương trình Tất Đất Tất Vàng của chúng ta năm mới 2019 với thật nhiều bình an và nhiều may mắn. Dạ. Riêng Vân Anh thì chúc cho Thảo sẽ thật là bận rộn trong năm 2019 và có rất là nhiều đồng hương gọi đến để mà nhờ sự giúp đỡ của Thảo khi mà cần có một mái ấm, cần có một cái căn nhà cho mình. Dạ, cảm ơn chị Vân Anh. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chia sẻ với quý vị với một cái đề tài như thế nào mà rất là cần thiết cho người mua nhà để ở cũng như là mua nhà để invest, Thảo ơi. Dạ, hôm nay thì Lily muốn nói chuyện với quý vị về một chương trình cho mượn tiền, gọi là FHA, là Federal Housing Administration. Thì cái loan này nó có vài cái đặc điểm của nó và phù hợp với một số người muốn mượn tiền. Dạ. Thì sẽ phù hợp với những người như thế nào thì cần đến cái chương trình này vậy Thảo? Dạ, thường thì người Việt Nam mình á, thì hay bỏ là 20% down. Thường thì cái chương trình đó người ta đi với conventional, nhưng mà đối với những người khách mà người ta có ít tiền down payment hơn á, có thể là 0% hoặc là 3.5% thì họ vẫn có thể mua nhà được. Khi mà mình down ít tiền lại đó thì mình phải trả một cái khoản tiền gọi là mortgage insurance, nhưng mà cái đó vẫn có thể giúp cho người người khách có thể đi với cái chương trình này nếu người ta có ít tiền down payment. Và cái tiền down payment này cũng có thể là một cái gift của người thân trong gia đình. Và cái đồng thời cái chương trình này cho những người có điểm credit thấp, thì có thể thấp tới 500 điểm, là khoảng 500 thì họ có thể down khoảng 10%. Còn điểm của họ cao hơn chút xíu thì khoảng 550 thì họ có thể down khoảng 3.5%. Yeah. Vâng, thưa quý vị, và quý vị muốn biết thêm chi tiết về cái chương trình này thì một lần nữa quý vị cũng có thể gọi tham khảo miễn phí với lại cô Lily Thảo Lu của chúng ta, cô là Loan Officer, qua số điện thoại là 619-382-7963. Và Thảo, làm sao để biết là một người mua nhà thích hợp với cái chương trình này? Dạ, yeah, thì thường là khi em nói chuyện với lại khách thì em sẽ hỏi là họ có khoảng bao nhiêu tiền, khả năng bỏ bao nhiêu tiền để mua nhà, và em phải kiểm tra income của họ thì em sẽ biết được là người này có thể mua nhà được với một cái khoản tiền down payment thấp và không cần phải là 20%. Và Thảo đã giúp cho khách hàng của Thảo với cái chương trình này nhiều không? Dạ, cũng nhiều chị. Và một số người first time home buyer, là người lần đầu tiên mua nhà, thì chính phủ cũng có hỗ trợ một số chương trình cho những người gọi là low income. Dạ, thì cái đó là nó có rất là nhiều requirement, nhưng mà để giúp được quý vị tốt hơn thì có gì liên lạc với Lily Thảo trong. Yeah. Dạ, thì mình sẽ có thể giúp đỡ được tốt hơn. Vâng, rất là hay thưa quý vị, cho nên quý vị khán thính giả cũng như là các bạn đang ước mơ cho mình có một căn nhà mà nghĩ là cái income mình không cao đủ để mua nhà thì lúc nào cũng có những cái chương trình đặc biệt để giúp đỡ chúng ta. Nhiều khi chúng ta không biết và không có được cái sự hướng dẫn tận tình. Một lần nữa quý vị có thể gọi cho Lily. Cô tên là Lily Thảo Lu thưa quý vị. Loan Officer, số điện thoại là 619-382-7963. Vâng thưa quý vị, và ngày hôm nay đó là sự chia sẻ của cô Lily Thảo Lu, Loan Officer, 619-382-7963, qua đề tài là chương trình FHA. Và quý vị có tất cả những thắc mắc với cái sự chia sẻ rất là ngắn gọn và rất là đầy đủ ngày hôm nay của Lily Thảo Lu thì quý vị đừng ngần ngại để gọi cho Thảo. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn, và xin thân ái chào tạm biệt. Cảm ơn Thảo. Dạ, cảm ơn chị Vân Anh.